Dạ em chào chú. Chào cháu. Dạ đây là chú Trần Văn Điền. Địa chỉ của mình là ấp Tân Hội, xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian qua chú có sử dụng sản phẩm tinh gen 450XC của công ty cổ phần Lâm dược Việt Nam. Dạ chú, là mình sử dụng sản phẩm tinh gen này để mình trị bệnh gì vậy chú? Chị bệnh thắng thư. Dạ, cái giường của mình bị thắng thư có dấu hiệu của mình như thế nào vậy chú? Thắng thư thì nói chung mưa này là quá bị đau xài tinh gen được lúc ban đầu, lúc mà xuống xuống nhị ha, Dạ. xài nó thấy đạt lắm, khống chế được bệnh thắng thư này. Cái giai đoạn của bệnh là vào giai đoạn nào vậy chú? Lúc mà xài nó đang xuống nhị lên lên trứng đó, nheo nheo lên đó. Mình phun ngừa bệnh hay là cái giường của mình đã bệnh rồi mình mới sử dụng sản phẩm gì chú? Cái giường này đã bệnh rồi, Sau khi phun thì mình cảm thấy cái hiệu quả của thuốc như thế nào vậy chú? chú phun cái thuốc này thì vô cái bệnh nó cũng được khống chế được, ít lây lan. Cái châm kim thì nó cũng ít đó. Sau khi mình sử dụng sản phẩm tinh gen thì mình đánh giá cái hiệu quả của tinh gen với lại sản phẩm khác như thế nào vậy chú? Theo chú xài tinh gen này cái hiệu quả nó cao đạt, cho những cái sản phẩm khác thì nó có thể là trần vượt trội hơn rồi. Dạ. Sau khi mình sử dụng thuốc này thì mình có tiếp tục sử dụng sản phẩm không chú? Chú chắc đẹp, chắc xài thằng này luôn quá, thấy nó hiệu quả mình xài được nó tốt hơn. Mình có giới thiệu với lại những nông dân khác cùng sử dụng không chú? Nếu chú xài được đạt thì thành công thì chú cũng giới thiệu cho những bà con ta cũng xài theo mình luôn. Dạ. Mình sử dụng sản phẩm gì vậy chú? Tiên gen đó. Dạ, tinh gen 450SC của công ty cổ phần nông dược Việt Nam hả chú? Dạ. Thay mặt công ty cổ phần nông dược Việt Nam thì con chúc chú có một vụ mùa bội thu, được mùa trúng giá. Cảm ơn cháu nhiều. Dạ, cảm ơn chú. Chú chúc cháu được mà thành công tốt đẹp ha. Dạ.